nhân rồng nó sẽ chết đồ nữa cho nên cho chị thế cho phong dư cho một phôi dư lâu cho nhà phong dư nhà tay giờ chị rất xuống số tuổi nó nói chuyện của tôi khơ ở ít cho chua sợ cho chua nó cũng tiếp chị bom bé thế đó mà nếu cứ cho chua rồng ca nữa rồng nồng nữa giờ ấy tôi khơ được bố tiền đã liệt tiền đó là nữa về hôm nay bỏ về nó chơi phải u rồi cùng nhà nữa khi anh tôi bố nữa nó tôi khơ bố tiền đã liệt tiền đó nữa cái rồng nhà nó được phụ bên nó nhớ được sao mùng mô sân khoản nữa khi anh tôi này bố ấy nên đồng tiền mùng nhà nhá họ tôi chỉ lấy bố tí xin nữa của cho nên tôi khơ cho chua cho đạn đã liệt đạn nó giờ chua mà đâu thì tiền liệu chua đó chứ mà chỉ bao lúc niềm bề giờ hồi đi trả liệu giờ nên lên từ bao là nhưng mà này họ cái kia là hồi nó là thế họ xuống đó xuống đó là nè giờ chua giờ cho nó sử dụng cũng còn đó tại sao nó chỉ của nó rung nồng lên nè giờ lên từ nồng nồng nó chỉ tôi khơi giờ chua nó nè chua rồi còn đi bỏ nó sữa giờ ba rồi nó nè giờ ba nó mà nè nó à ủy chân đun na chỉ nung chua na vậy hả chân đun khô na chỉ thiết tua ta nó lại chỉ cứ dùng nó khơi cho bỏ nó nè khơi cho dùng nó khơi sẽ bỏ đu chả thế để ủ cho cứ lấy thế mà giờ khơi có lấy cho cha na vậy nung chín đun nè để khi anh tới đây bỏ nó đâu thì tiếc anh đâu thế nó chỉ nhờ hạt chua của sư cứ nhớ cho giờ không trả thế cho à bộ khá nó nè khóa là lúc chân nó mua chè à sau là chỉ tới đó đi nữa chỉ tới mà yêu cũ thế tao trong hộp bên nó nè thế mà nó à chỉ tao sẽ chết lời thia giờ lên tiền lời chè vô cho à nó chè thế nó giờ cho họ à chỉ tao cho chạy lời nè thế tao trong hộp bên nó nè chẳng đủ cưng cầu để khỏi bỏ nó nữa nó mà nó là cho nó ở trong trong nó bỏ bề cho thia thì à cụ cụ chỉ còn nó là cụ tụi mình tu chỉ trong năng chế cụ ấy tôi khơ giờ cho nó mùa nó thấu rồi nó hậu thế giờ nó cụ nó nông ra cho thia cứ cụ muốn đào hung mẫu là cụ chỉ muốn chua trong này thia đây là cụ muốn thì nhà chua lồng to là cụ chỉ trong này thia cụ chỉ khai được cá thế gì cụ ấy tôi khơ cho nó cụ tụi mình chế chỉ to là nữa chả cụ cụ tại sao cụ tụi mình chế rõ cụ tụi mình tu bề chế nữa để bé một câu kia nữa vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
lấy nữa, lấy hai dàn nữa nhở, lấy nhiều căn hai dàn nữa, giờ đã khơi con gì thì lấy nữa. Sự từ bỏ là học thiệt thiệt dùng bề nào nữa cụ chỉ bỏ đó chỉ cụ bỏ để dùng dùng nồi cụ chỉ tôi khơi sợ giờ bây giờ tôi cho hồ nữa nhở nhớ bỏ thì để hàng đá lia thêm mua nữa sửa lại nó nữa lại nó để giờ làm một chỗ nữa nhở làm một chỗ gì làm một chế chứ chả cụ ta rồi nữa chả cụ ta rồi chứ nó tôi khơi mình chỉ nó một thô hồ thế sứ ở nó thô hồ tôi tia chùa luôn nhưng mà đó tôi khơi đùa nhận đồn đâu tại sao tia lúc chân luôn nằm ở rồng khơi sập tử chân là thiệt bỏ trắng à bọn chúa xiết tôi tụi nói nào thế chỉ mà lúc chân tôi khơi chỉ trò kia rồi nên sẽ là tôi chỉ bỏ rồi nữa họ đã đa tại sao này ạ theo cụ yêu bài sẽ như sẽ tự lo chỉ mà lấy họ là một chỗ bố bé hạt đi nè thì nó cúi ở ba bảy sáu sáu từ tại sao nó lợi thế để cho về cùng chơi giờ là mọi người thế rồi nên sẽ được bố nè tôi chỉ trả tôi là chọn du lịch bố bé nó tôi đó từ thời đã rồi chỉ có thể trượt theo học của tôi để tôi nên sẽ nè tôi bố bé nó tôi đó เดี๋ยวรอไปรอไปโป้ไปหาเด็กไปทำชั่วไปนั่นเหรอแต่ชิโนกุยังก็จะชั่วพอตาเดี๋ยวจะรอชวนแต่ตู้เด่นเอานะเดินเชือกเต่าเดินหรอ
我们的时候就是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 我
Thì chào là mọi người, trò 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 tr